từ từ thôi, đợi nữa. Ui. Dọn hung cua kiếm máng hay là ra sông? Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với Đồng Quê TV. Hôm nay đố các biết anh em mình định làm gì đấy. Bây giờ các bác theo chân bọn tôi nhá, để biết hôm nay bọn tôi làm anh cái anh gì. Anh em lên đường thôi. Chào các bác nhá. Hôm nay bọn em đi soi cua. Mục đích bọn em làm cái video đêm như này ấy, để cho những cái bạn ở thành phố thì biết được đồng quê, cánh đồng quê về đêm nó sẽ như nào. Những bạn ở thành phố nhìn cái cảnh đồng quê rất là mới và nó yên bình lắm. Mình ở quê từ bé đến giờ nhưng mà mình xem cái vụ nào mình nhìn cái cánh đồng nhưng mà không nào mình thấy chán luôn. Hôm nay soi có cái gì bắt hết nhá. Ok, hôm nay anh em soi nhân vật chính là cua để về làm món đặc biệt cho các bác xem. Phụ là cái gì bắt? Phụ là cái gì bắt có thể ăn được là bắt. Đấy, bọn em hôm nay bắt những cái đấy. Mời các bác cùng theo chân bọn em nhé. Con cá to chưa? Không bắt được đâu. Bắt được, bắt được. Chúng ơi, chúng ơi, hay ai bắt sang sang bắt cá đi. Đây con cá to dã man các bạn. Mấy con cá to. Từ từ thôi nhá, từ từ thôi. Ui. Chạy bố mất rồi. Nó chạy đâu rồi? Chạy đâu mất rồi. Ui. Đây 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 đây. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Chụp. Mạnh vào, mạnh vào. Hay quá. Chết. Vào đây này, vào đây này. Vào đây, vào đây. Yeah. Wow. Tay không bắt cá các bạn ơi. Được. Hello. Rồi ok. Đây là nghề của mình đấy. Ở đây rất chi là gần một cái sân bay là lúc nào cũng nghe tiếng máy bay luôn các bạn. Nói chung nó lại bắt được con cua nữa các bạn. Nói chung cái nghề bắt cua này là chuyên nghiệp luôn rồi. Con này to. Từ cái tập bắt cá các bác đã biết là nói chung nó bắt cua như thế nào rồi. Đấy, hôm nay bọn em đi làm về, đi làm về mệt. Rất chi là mệt luôn. Nhưng mà vẫn muốn đi làm video cho các bác xem. Hôm nay là thứ bảy máu chảy về tim. Muốn làm video để các bác đi làm về vất vả về mệt mỏi xem có cái gì xem để giải trí một tí. Đấy, thằng Trung lại bắt được một nữa. Đây con cua. À. Đây rồi. Đây rồi. Úi, được đấy. Hàng về, hàng về. Hôm nay mấy tiếng móc trong hang không có. Ừ, của bác cũng mà hàng rất chứ. Mà là như nào? Nó đùn ra. Ừ, đây con nữa này. Đấy. Các bác ở thành phố làm sao mà biết được những cái trải nghiệm như này đúng không? Trải nghiệm cuộc sống. Để ăn cua các bạn nhìn không? Để Tiến chỗ Tài bắt cua một lần cái. Ui giời ơi, đứng nó phơi hàng cái đấy cho mà bắt, không bắt được nữa thì vứt đi. Ba con rồi. Đây ba con đấy. Đây ui, bắt. Đây con này. Rơi con ra rồi. Đấy, kéo. Rồi. Vứt lên bờ cho anh Tiến cầm anh ạ. Đông quân quá. Đến đâu rồi? Chè mấy con nữa. Ông ơi cua. Mình đang bắt cua. Cua. Bé quá nhỉ. Đây. Bắt hết. Bé tắt hết. Ra đây. Xin chào tất cả các cô đang đi xuống cái đồng nhá. Giờ là anh em xuống đồng thì nó rất lâu rồi. Cường HS bốc phét đấy. Chỗ này có mấy đồng nghiệp các bạn. Đây này các bạn nhìn thấy cái ánh đèn sáng sáng không? Đấy, đồng nghiệp đấy, không biết là soi cái gì. Nhưng mà chạy ra. Không biết bắt cái gì đấy nhỉ? Bắt cái gì? Đâu đâu? Ui, con thùng quá ăn. Cái mắt anh đến. Ui, chạy đi đâu? Chết, hay lắm. Nè, để con tôm nhân xí luôn. Ồ đúng, cho tôi xem nào. Thắng già. Hôm nay anh em bắt không thảm cái gì. Bắt không thảm cái gì luôn, bắt hết. Nhưng mà nhân vật chính vẫn là cua. Trung nó lại bắt đầu móc cua các bạn. Hôm trước các bác xem cái video Trung móc cua không? Đây rồi, ra hàng luôn. Ui, ra luôn à? Cái móc nhanh thế. Ui, móc lại, móc lại, móc lại. Rồi, móc nhanh thế. Trung, nghề của em rồi. Nghề Trung. Trung, bét móc hàng. Chụt này á? Đây, đây, đoàn đây. Đâu, đâu, đâu. Vẫn cái liệu ngày xưa. Kim chi. Vẫn là Trung này. Vẫn là cái béo trong này Trung. Nhấc mấy cái béo này trong có không? Trung này ngày xưa chắc nó bét màu cua. Nhưng mà bây giờ không phải ngày xưa. À đủ. Đây rồi, đây rồi. Hàng. Đấy, được. Đấy, được. Thấy không? Đây rồi, kìa. Được đấy. Ít nhiều quá cho các bác. Sắp được bữa rồi. Chuyên nghiệp hơn rồi không?
chuyên nghiệp luôn. Đấy, đừng lào lòi nhưng mà chưa bằng gì. Chưa bằng gì đối với anh mình phải làm một lồi lẩu cua to. Phật vã luôn. Nhìn thấy không bắt. Giờ anh không bắt thì nó bò mẹ mất rồi. Nó vừa bò đứng đây mà. Cái điện chạy ngay. Đây, đây. Đấy, đấy. Đấy, còn đây đây. Rồi. Tuyết chụp này à bạn bạn. Chụp quá các bạn ạ. Nhìn cái lóc sắp chưa? Ui, ui, cái quần không sắn lên. Ui, cả quần kìa. Ôi, cả quần là gì ngay. Mình bắt cua mình phải bứng lên. Chụp cái lóc hy sinh. À, ừ nhờ, chia tem ra. Em sẽ sang lại. Anh Thú cầm, anh Thú cầm, nhanh nhanh con kia chạy 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 mất. À, nó cắp. Nó cắp. Ê, ê, ê. Đấy. Chúng mày làm gì đây? Em bắt cua anh ơi. Bắt cua không gì thua. Mà mày rên ghê. Máy quay. À, đây còn nữa. Đi vô dưới theo. Kim Chi. Bất nhẹ ông chết. Bất nhẹ ông. Đây còn nữa, còn nữa, còn nữa. Ui, nhiều thế. Kim Chi. Kim Chi. Đây đây còn nữa. Em sợ nó cắp lắm. Ui. Đây, ừ đây còn nữa này. Đâu. Ở bên này nhiều lắm. Đây. Đấy nhìn thấy đèn đầy đấy, đấy. Đấy. Đây thằng đấy. Đấy đúng rồi. Nó vồ cua cứ như vồ ếch. Ừ. Này nó chuyên cua. Úi. Lên dòng nhất. Ý. Đây hả? Làm đỉnh đây. Ừ nhìn thấy con đỉnh đấy, nhìn thấy con dưới. Con dưới ở mãi bên. Bắt con đỉnh đi, bắt con đỉnh đi, chạy mất ra. Đâu con dưới đâu? Mò bên dưới. Bên dưới cái bụi cỏ đấy. Ồ, còn bùn anh ạ. À đây, đây, đây. À, được. Thế nó chuyên bắt cua rồi. Khương, Khương đang kêu kìa. Khương đi ăn làm sao rồi. Nó bò ra đây, chung ơi. Chung chạy, chung chạy, chung. Cái gì đấy? Ây ôi, cắp. Ui dồi ôi. Được đấy, nhiều đấy. Wow. Được mấy con, hai, ba con. Nhìn nhiều cua thế. Anh Thú mang cho em một cái đèn sáng đấy đi. Đây cầm đi. Anh ít xuống ao mò. Mày đeo với đeo. Ok. Ê. Được rồi. Cứ nghỉ xuống mắt này. Ây da. Được không, được không? Được. Rồi ok. Đây. Con nữa, con nữa, con nữa. Quý. Cua cứ phải gọi là. Quý. Quý, ây da. Rồi, bây giờ đây. Thì con này rồi các bạn. Hai con cá. Hai con cá nhiều và lắm. Và một đống cua. Đây, em soi em còn không. Đây còn con nữa này. Đấy, nhìn thấy không? Nhìn thấy chân không? Đấy, đấy, đấy. Rồi. Được không? Chắc chắn là chạy được. Ui, chạy vô mất rồi. Chạy đâu được. Rồi, ok. Lại con nữa. Em thấy chạy mẹ mất. Đấy, một nữa, cua hơi nhỏ các bạn. Các bạn thông cảm nhé, cua đồng nó chỉ bé thế thôi chứ không bằng cua lùi được. Rất nhiều cân lượng luôn. Đấy. Tí nữa bọn em sẽ về làm một món đặc biệt cho các bạn xem. Đi. Khá là mệt các bạn. Đằng ngày ai cũng có công việc riêng của mình. Ái già. Anh Khương lại bắt được con nữa các bạn. Ở chỗ này nhiều cua quá. Hình như là họ hàng nhà nó ở đây hết sao này. Đấy. Nhiều cua lắm các bạn. Ở cánh đồng này. Xung quanh toàn là lúa thôi các bạn. Đang hôm nay khá đẹp. Hôm nay là rằm. À hôm nay nghe nói là hôm nay có trăng máu hay trăng hồng gì đấy. Đây. À. Đây. Ây da, đây cắt thật này. Ui, nhiều thế. Một loại này bắt bao con? Đây, hôm nay bọn tôi đi vlog một lúc. Vừa bắt cua cho các bác xem luôn. Không phải là mua ở đâu luôn. Không phải mua thả xuống luôn. Đi bắt ở đồng, thật sự là đi bắt ở đồng luôn. Đấy, cánh đồng rất chi rộng lớn luôn. Các bạn là ăn đêm không quay được nhiều. Nên là chỉ quay được những cái ảnh ở gần thôi. Anh Tú với anh Trung đâu mất rồi? Ui trùng nó xuống hẳn má rồi. Anh nhớ cầm. Ý, nhớ dã man. À cho cái cây bèo không tí cắn nhau chết hết. Đây bây giờ là 20:38. 8:30 nha các bạn. Xe của đi. Hay rồi. Ui nhiều thế. Thử vứt xuống đây. Ôi, nó bò. Thử vứt xem nó bò không. Đây cho bằng này xem. Ừ thử vứt vào nào. Quái. Ui dồi ôi. Ui. Ui. Dã man. Ui. Già thế. Ui dồi ôi con nữa này. Ui bắt cứ như là vụ ếch kết. Ui. nhảy sang đi anh ơi. Anh Chú sang đi. Trung sang đi. Hả? Sang đi. Ui.
thành ốc nhỉ. Ở đây có đường thì không đi. Đi về còn đi qua cái đường này, đường toàn mộ này. Thấy anh Khương bảo đường này về gần hơn các bạn. Thế tao thấy bảo nghe nói ngày xưa bí địa bảo đây nhiều ma lắm, có mang chức trưởng điện như thế cơ. Mùi vai trưởng. Thế ở đây có ai sợ ma không ấy? Đi vào. Có chứ. Có mà. Chung sợ ma không? Không, tao em không phải sợ gì ma. Mày biển đấy. Anh ơi, em muốn đi chơi em vừa nói nha. Ui, thế đi. Qua cái bãi đám ma rồi mà. Ui ghê quá. Ui. Sao rộng rạp thế này. Chị, thằng nào chọn cái đường này đấy? Chung đấy. Đẹp thế. Chị, con xin các cụ cho con đi qua đây nhé. Con đi qua nhờ một tẹo nhé. Mà bây giờ mới thằng nào mặc áo đen ra hù cái chắc tao thật kinh mất. Áo đen sợ trắng rồi. Áo đen sợ gì? Áo trắng sao mà tao sợ áo đen. Áo trắng á? Ừ. À, cái gì mà cái gì đó. Ui, ra đây xem đi. Ra xem đi. Đi đi đi. Nó sợ ghê nhỉ. Tôi đang đi qua một cái bãi thăm ma các bạn ạ. Nhiều mộ kinh khủng luôn. Tôi vừa nhìn thấy một cái bóng trắng không biết là cái gì. Để ra xem xem. Ô, nó mất rồi. Cái bóng trắng nó lại ở đây đúng không? Ừ, nó mất rồi. What the fuck. Anh Yến nó lại đi qua đây nhìn thấy cái bóng trắng không? Không. Ô. Ui, sao? Trước đây anh em vừa nhìn thấy mà. Đúng không? Ta đứng ở đây có thấy gì đâu. Sao em nhìn thấy? Ô, còn một cái cành cây này. Ui. Thằng nào trêu anh em mình à? Ui. 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 Đây em, đây em. Ôi. Thằng Trung nó chạy đầu tiên các bạn. Trung từ từ thôi, đợi nữa. Ui. Mà tôi đang trên đường đi về các bạn. Không đi qua đường lũ ấy đâu. Ghê quá. Hết cả. Anh Khương vừa bị ngã. Đói lưng hết người. Toàn mấy thanh niên. Chúng mày chạy bỏ tao mỗi mình đằng sau. Chung. Anh Tiến đang chế biến. Ê, rồi. Về đây nó còn chạy. Rửa lại đi. Tí nữa rửa tiếp. Nhiều phết nhỉ? Chỉ nhiều. Anh mình đi lâu đấy. Bắt toàn những cao thủ bắt cua. À, gần nhà đấy các bạn. Ui bò. Ai. Trời. Con này mấy con này bị trốn à. Đây, bây giờ là cho vào hấp toa. Hấp bia nhá. Đây, mình cho gần vào cho nó xe. Đấy, bên dưới toàn là bia thôi. Ui, xem rồi. Xem đầu bếp Tiến chỗ tài này. Đấy là vàng rồi đấy, vàng rồi các bạn. Ai à? Bỏng chứ. Bỏng đấy. Mấy nửa tiếng nữa là chín thôi. Ai chín rồi, anh Tiến đang bắt cua hấp bia cho các bạn. Anh em ui, thơm thơm lắm. Ở đây. Đây rồi. Bọn em xin phép nhé. Như vậy ngoài kia xin gặp cái máu mè bé bé sợ quá không mang ngoài đồng được. Nếu mà không gặp cảnh đấy là bọn em mang ngoài đồng. Làm món này đấy. Mà thôi. Ui. Wow, có cái gì bên dưới kìa. Cho cái gì bên dưới đây, trắng trắng thế. Gạch, gạch. Cứ biến ra chân, món này nó đỏ. Đây, soi vào đây này. Đây là một quả gừng. Nấu bia, cạn hết cả bia. Ô, bia cạn hết rồi. Đây là gừng, còn đây là quất. Và lá quất. Lá chanh. Cho anh em xem bia cua. Ôi, nhìn nó tỏa ra này. Đây là gạch cua nhá. Trong Tú sẽ uống hết. Ui, nó tỏa ra này. Nó nóng rồi. Bia cho nó vào chẳng thế. Ui, con tôm. Cái này làm nước chấm luôn. Ui, con tôm thì không được đâu, con tôm của đoàn đấy. Con tôm thì chung đó. Và tất cả các bạn ăn nhé. Vâng, em thử ăn xem nào. Xem có vẻ thẳng khoái không? Ừ. Ngon. Chung thử ăn phát à. Mời tất cả các bạn cua hấp bia của em. Ngon đấy. Món này chưa ăn cái này bao giờ. Ngon không anh Chiến? Ngon là tan luôn. Ui. Mời tất cả mọi người ăn nhá. Chung thử miếng nào. Ấy.
Tớ là tớ thèm lắm rồi. Tớ với Gian rồi. Được máy Gian rồi. Ngon nhỉ? Ngon lắm. Anh Tú anh ăn đầu tiên, hôm nay về giờ ăn nhiều nhất. Nó ăn cũng nhanh đấy chứ. Cho bác xem. Chú ăn hết mấy con cua rồi. Có thằng ở nhà được ăn nè. Mời các bác nha. Cua luôn, nguyên hình vàng ươm. Tôm nè. Tôm dài hết. Các bác, món tôm hấp bia. Tôm dài lắm, ăn được ấy. Thử miếng tôm này. Tôm dài được ấy. Ui giời ơi. Một lúc hết bát nước chấm. Chấm thế mới ngon. Ừ. Ngoan. Sau 5 phút, à quên, 4 phút 47 giây đánh xong cái đĩa cua rồi. Bây giờ kết thúc video ở đây nhá. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.